Quận Quốc sau như thế mọi người lắm, nhưng mà bây giờ có chị qua tặng nay qua nhà ra nhà mất chị không tương lai cái sách nhỏ để biết cả sách bao giờ thấy cả đâu hết mà cái đầu ra thì nó chịu thấy không có đâu mọi người ơi. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ chào ông anh. Dạ có hỏi ông phải ông Tình không? Nhâm quý phụ cũng sống vậy. Trời đất ơi, nghe ớt quá. Ớt chân thôi, đàn bà ớt ra
10 móng tay nó liếm nước bọt cái tiếng tiền mà cũng bị mẹ hết chín mắm rồi. Tớ nghe ớn không? Nó thấy ghê vậy trời. Nghe nó muốn thúc mắm theo luôn à. Đất ông chị hôm qua đây ông nổ tôi nữa. Nó nổ gì đâu có. Đi đắp cái chỗ nào mà nghe coi chỉ coi. Đi đắp tôi nè. Thằng đắp tôi nó nổi tiếng rồi đó. Đi đắp tôi hình tai giác. Nằm sát ở bờ sông Sài Gòn á. Xung quanh nó trồng bông xót quá. Gần đó có cái cự tầm lãnh đạo tay cầm kiếm một tay chân chỉ cũng xong nữa nè. Đó đúng đó. Thì đó. Biết rồi. Không nghe mèo nè. Đắp tôi nổi tiếng mà không biết. Biết đắp tôi hình tai giác. Quên luôn.